Hello và chào mừng anh em đã đến với Cà Phê Liên Minh. Chắc hẳn những ngày vừa qua anh em đã có trải nghiệm thú vị với đấu trường công lý rồi đúng không nào? Tuy nhiên một số người chơi đã bày tỏ sự không hài lòng của họ đối với Riot. Những trang bị khởi đầu của một hỗ trợ đã được thay đổi trong những bản cập nhật gần đây. Một vài thứ đổi mới đó lại khiến cho những người hỗ trợ chân chính cảm thấy vai trò hỗ trợ bị xem như con ghẻ. Đừng quá lo ngại, vì trong số những thông tin được hé lộ vừa qua thì phiên bản cập nhật đầu năm 2020, một số vị tướng hỗ trợ sẽ được Riot nâng đỡ và hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ ở khu vực đường dưới cùng xạ thủ của mình. Nếu nhân phẩm của bạn đang hơi kém một chút thì Cà Phê Nhân Phẩm sẽ là nơi bạn cần tìm đến. Học chơi đấu trường chân lý cùng Cà Phê Nhân Phẩm qua đường link mình để bên dưới nha. Những phiên bản cập nhật vừa qua, Riot thể hiện sự phân biệt đối xử không hề nhẹ đối với vị trí hỗ trợ. Nguyên nhân đầu tiên đến từ việc trang bị hỗ trợ bị bỏ đi chỉ số hồi phục năng lượng, tức là khả năng sử dụng chiêu thức để bảo vệ đồng minh và tấn công kẻ địch của người hỗ trợ bị hạn chế đi rất nhiều. Ngoài ra, việc chỉnh sửa hệ thống tích vàng để hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp cống phẩm khiến cho hỗ trợ không chủ động được việc tăng tiến ngưỡng sức mạnh của mình từ trang bị support. Bên cạnh đó, cơ chế chống gian lận khiến support hạn chế khả năng làm giàu. Một số ý kiến trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại cho rằng điều này không cần thiết, vì không phải người hỗ trợ nào cũng có tính xấu là tranh giành creep với xạ thủ của mình. Và người hỗ trợ thiên hướng gánh team sẽ không thể làm được gì khi xạ thủ của họ trở nên phế vật. Ý kiến này có vẻ như đã thôi thúc Riot Games đưa ra những cập nhật mới xoa dịu cơn phẫn nộ của cộng đồng người hỗ trợ chân chính. Một trong những thay đổi lớn lao mà Riot mang lại chính là nội tại chặn gian lận của các trang bị hỗ trợ. Tại phiên bản hiện hành, các trang bị hỗ trợ của Liên Minh Huyền Thoại đều có một đặc điểm, đó là có hiệu ứng chặn gian lận. Hiểu đơn giản là khi cầm các trang bị này mà bạn ăn quá nhiều lính thì lượng tiền nhận được sẽ giảm đi. Cụ thể là 20 lính trong vòng 5 phút sẽ giảm 50% số tiền nhận được từ lính, giảm xuống 80% lên ăn 50 lính trong 5 phút. Tuy nhiên, tại bánh chủ PPE những ngày vừa qua, điểm này trong các trang bị hỗ trợ đã có nhiều sự điều chỉnh tích cực. Cụ thể những điều chỉnh đó là gì thì sẽ được tiết lộ vào thời gian sắp tới, nhưng hứa hẹn sẽ không làm những người hỗ trợ có xu hướng gánh team thất vọng. Sau hàng loạt những cập nhật về trang bị khởi đầu của vị trí hỗ trợ, Riot dường như đã bỏ quên đi đâu đó chỉ số hồi phục năng lượng cần thiết cho những người support. Điều này khiến phẫn nộ trong cộng đồng những người hỗ trợ chân chính nổi lên. Chắc hẳn Riot đã kịp thời nhận ra sai lầm của mình. Vậy nên trong những động thái gần đây trên máy chủ thử nghiệm, người chơi bất chợt nhận thấy những dấu hiệu của chỉ số hồi phục năng lượng quay trở lại với trang bị của hỗ trợ. Dòng trang bị lưỡi đoạt thật được cập nhật thêm dòng hồi phục 25% năng lượng cơ bản cấu phẩm nâng cấp sau khi hoàn thành nhiệm vụ tích 500 vàng từ lưỡi gươm đoạt thuật. Chính là nanh băng thì nhận được 50% hồi phục năng lượng cơ bản. Sau khi tích đủ 1.250 vàng thay vì 1.000 như trước đây thì người chơi nhận được mảnh chân băng với 50% hồi phục năng lượng cơ bản. Tuy nhiên những sỉ số sát thương phép sẽ bị giảm từ 60 xuống còn 45. Lượng máu gia tăng bị giảm từ 150 đơn vị xuống còn 100 đơn vị. Bên cạnh đó, không còn hiệu ứng chống gian lận tiền trên các trang bị này nữa. Dòng trang bị giáp thép thay vì được cộng thêm chỉ số hồi phục năng lượng thì lại được cộng chỉ số hồi phục sức khỏe 25% tốc độ hồi máu cơ bản. Khi hoàn thành nhiệm vụ với tích lũy 500 vàng thì giáp thép cổ ngữ giúp cho người chơi hỗ trợ sở hữu trang bị này được gia tăng 50% tốc độ hồi phục máu cơ bản. Khi trang bị đã được tiến hóa tối đa lên giáp bạch ngọc thì chỉ số tăng từ 50% lên 100% tốc độ hồi phục sức khỏe, tức là tốc độ hồi lại lượng máu cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên, để nâng cấp từ giáp thép cổ ngữ lên giáp bạch ngọc, bà phải tích đủ 1.250 vàng thay vì 1.000 vàng giống như trước đây. Như vậy, việc nâng cấp tối đa trang bị từ giáp thép sẽ phải mất một khoảng thời gian. Nhưng một điểm lưu ý rằng, trang bị này vẫn bị đánh thuế khi người hỗ trợ sử dụng chúng đi làm giàu, tức là farm lính quá nhiều đó. Đi kèm với sự xuất hiện mạnh mẽ của Senna, một hỗ trợ xạ thủ, thì những chỉnh sửa đến từ Liềm Ma sẽ gây ra một sự phấn khích không hề nhẹ đối với cô nàng này. Liềm Ma ban đầu sẽ được cộng thêm 25% chỉ số hồi phục năng lượng cơ bản. Sau khi được nâng cấp lên lưỡi ái U Linh thì chỉ số này được tăng lên 50% hồi phục năng lượng cơ bản. Thời gian sẽ nâng cấp lên trang bị cuối cùng là lưỡi hái xương đen cũng tăng lên vì lượng tiền từ nhiệm vụ tăng từ 1.000 lên 1.250. Sức mạnh công kích cộng thêm bị giảm từ 35 xuống còn 25. Lượng máu cộng thêm cũng bị giảm từ 150 xuống 100. Nhưng bù lại, chủ sở hữu sẽ không chịu án phạt khi ăn quá mức số lượng lính nữa.
Khiên cổ vật không phải ngoại lệ khi chỉ số tốc độ hồi máu hồi phục cơ bản được tăng thêm tận 25% khi mới bắt đầu trận đấu. Khi tích lũy được 500 để nâng cấp thành lá chắn Targon, thì chỉ số này từ 25% tăng lên 50% cho tốc độ hồi phục lượng máu cơ bản. Không khác gì với những thay đổi về thời gian nâng cấp lên cống phẩm, cuối cùng bị tăng lên bởi nhiệm vụ tích tiền tăng từ 1.000 vàng lên 1.250. Pháo đài Sơn Thạch tuy bị giảm chỉ số sát thương phép thuật cộng thêm từ 40 xuống còn 25, nhưng bù lại thì tốc độ hồi phục máu cơ bản được tăng lên đến mức 100% và ứng phạt tiền khi ăn quá nhiều lính sẽ bị bỏ. Nhìn chung thì tất cả trang bị hỗ trợ đều được tăng sức mạnh không ít thì nhiều tại phiên bản này. Hơn nữa đều là những buff cần thiết cho công cụ của các vị tướng sử dụng chúng. Ví dụ như dòng trang bị phục vụ tướng cấu rỉa, lưỡi gươm đoạt thuật và liềm ba. Tăng chỉ số hồi năng lượng sẽ giúp cho những tướng sử dụng item này có thể kiếm tiền, trụ đường lẫn đánh nhau tốt hơn với việc có năng lượng ổn để tung chiều. Dòng trang bị phục vụ tướng chống chịu cũng vậy khi tăng chỉ số hồi máu. Tuy nhiên thay đổi lớn nhất nằm ở việc 3/4 món đồ hỗ trợ không còn hiệu ứng chặn gian lận khi nâng cấp lên item cuối cùng. Đồng nghĩa với việc các tướng support có thể ăn lính thoải mái mà không sợ bị trừ tiền. Điều này sẽ giúp cho người chơi hỗ trợ đóng góp nhiều hơn nữa vào trận đấu. Thay vì chỉ lên quanh cắm mắt, bạn sẽ có thêm vàng, đồng nghĩa với việc có thêm đồ và thêm sát thương bảo kê. Có lẽ nếu việc gặp phải một người chơi xạ thủ quá yếu tay thì hiệu ứng này là cần thiết để những người chơi hỗ trợ tỏa sáng. Có thể người đó chính là bạn đấy ạ. Đi kèm với những thay đổi về cơ chế và các chỉ số của các trang bị hỗ trợ thì những vị tướng có vai trò hỗ trợ cũng được Riot hết sức nâng đỡ trong khoảng thời gian dài bị lãng quên. Trong đó có Nami được tăng sức mạnh kỹ năng E, ước nguyện tiên cá. Lúc này chiêu thức E sẽ cường hóa cả đòn đánh thường lẫn kỹ năng của đồng minh. Sát thương của những kỹ năng diện rộng được cường hóa lên các mục tiêu không phải tướng lần lượt là 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66% sát thương lên tướng. Nami giờ đây có thể đi với hầu hết các xạ thủ vì khả năng cường hóa sức mạnh lên cả các kỹ năng của đồng minh. Ngoài ra tiền ứng hỗ trợ cấu rỉa gây sát thương sẽ được trở lại mạnh mẽ với bản chỉnh sửa của Zyra, một dạng tướng hỗ trợ thuần gây sát thương, cầu máu đối thủ cho xạ thủ của mình kết liễu kẻ thù ngay lập tức. Hiệu ứng làm chậm từ những bụi cây xuất hiện khi kỹ năng E, bụi cây trói buộc được kích hoạt sẽ bị giảm một chút từ 30% xuống còn 20%. Bù lại sát thương từ bụi cây sẽ có hiệu ứng mới, đó là khi mục tiêu bị tấn công bởi nhiều cây quật roi. Lượng làm chậm sẽ cộng dồn tối đa 2 lần, tương đương với 50%. Nghĩa là những bụi cây bây giờ sẽ có lượng sát thương khủng khiếp hơn trước nữa. Thật là tới lúc đó, kẻ thù sẽ bị chính cô nàng này kết liễu, không đợi tới lượt xạ thủ của mình phải ra tay. Và vừa rồi là những chi tiết chỉnh sửa của hệ thống máy chủ thử nghiệm PPE. Chưa có gì là chính thức cả, nhưng chúng ta có quyền hy vọng về những chỉnh sửa sắp tới dành cho vị trí hỗ trợ. Nên nhớ rằng những người support chân chính cũng cần làm giàu nữa mà. Và cuối cùng, đừng quên like, share và nhấn nút theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin thú vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.